chú chó trông chơi trên đỉnh kim tự tháp cổ ở Ai Cập gây sốt. Khi bay qua đại kim tự tháp nổi tiếng của Ai Cập vào lúc mặt trời mọc đầu tuần này, vận động viên dù lượn Masan Moser của Mỹ đã phát hiện ra cảnh tượng bất ngờ về một con chó lang thang trên đỉnh của một trong những kỳ quan cổ đại. Moser nói với CNN Travel, "Thì chúng tôi nhận thấy có thứ gì đó chạy tới chạy lui trên đỉnh kim tự tháp. Có người nghĩ đó là một con sư tử núi." Anh đã nhanh chóng lấy điện thoại và phóng to lên đỉnh Khafer, kim tự tháp cao thứ hai, nơi không có giới hạn đối với con người, và tìm thấy một con chó dường như đang đuổi theo những con chim trên đỉnh cao 136 mét của kim tự tháp. Chú chó lang thang trên đỉnh kim tự tháp mốt sơ nhớ lại cảm giác hơi lo lắng vì chú chó có thể bị mắc kẹt ở đó. Nhưng nỗi lo của anh nhanh chóng tan biến. Ngày hôm sau, tò mò muốn biết chú chó có còn ở đó không, nhóm của anh lại bay qua kim tự tháp nhưng không gặp may. Tuy nhiên, một nhà thám hiểm đồng nghiệp đã quay một đoạn video cho thấy chú chó đang đi xuống kim tự tháp một cách an toàn. Moser giải thích, không rõ liệu đó có phải là cùng một con vật hay không vì hàng trăm con chó lang thang trong khu phức hợp kim tự tháp. Người chơi dù lượn cho biết anh đang tích cực tìm kiếm nơi ở cho những con vật này ở Cairo để giúp chúng có ngôi nhà an toàn hơn, ít phiêu lưu hơn. Các video về chú chó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, với bài đăng đầu tiên của Moser nhận được hàng triệu lượt xem trên Instagram chỉ sau một đêm. Moser đang bay trên đỉnh kim tự tháp và hình ảnh chú chó đang trên đường xuống, mặc dù Moser đã sáng tạo nội dung được vài năm nhưng anh vẫn rất ngạc nhiên trước sự quan tâm rộng rãi đến cuộc phiêu lưu của chú chó. Tôi nghĩ cơ hội bay qua các kim tự tháp là tin tức khá thú vị, nhưng không ai quan tâm đến điều đó, để anh nói. Một số nhà bình luận trực tuyến đã rút ra mối liên hệ giữa con chó và Anubis. Vị thần chết của người Ai Cập cổ đại thường được miêu tả là người đàn ông có đầu chó rừng. Moser thường xuyên bay dù lượn trên kim tự tháp Giza vĩ đại như một phần của sự kiện bay hàng năm do Skion Ai Cập tổ chức, mang đến một cách độc đáo để khám phá địa điểm mang tính biểu tượng. Mặc dù trước đây khách du lịch có thể tự do leo lên các kim tự tháp nhưng hiện nay điều đó là bất hợp pháp. Những người phạm tội phải đối mặt với hình phạt lên tới 3 năm tù. Năm 2016, một du khách đã bị cấm đến thăm Ai Cập suốt đời sau khi đăng ảnh và video lên mạng xã hội về chuyến leo lên kim tự tháp bất hợp pháp của mình. Vì thế, nhiều người đã bày tỏ ý ghen tị với chuyến thám hiểm lên kim tự tháp của chú chó, nơi được cho là một trong những nơi ngắm khung cảnh tuyệt vời nhất trái đất.